Quang Huy kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 27 tháng 7 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký theo dõi cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, lực lượng phòng không Ukraine thông báo trong đêm vừa qua, họ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái UAV tấn công vào một tên lửa của Nga trên bầu trời của các vùng Dnipro, Poltava, Kharkiv và Kiev. Trong khi đó, các đơn vị phòng không của Nga đã chặn 12 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 1 giờ vào cuối ngày 26 tháng 7 trên vùng biên giới Bryansk ở miền nam của nước Nga. Thống đốc vùng cũng đã cho biết không ghi nhận thương vong hoặc là thiệt hại nghiêm trọng nào. Ba cuộc tấn công bằng UAV khác từ Ukraine cũng đã xảy ra tại vùng Belgorod của Nga. Tại tiền tuyến ở Donetsk, kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR xác nhận quân đội Nga đã kiểm soát được làng Vuhchiz. Và tại khu vực này, theo kênh quan sát thân Nga là Rydovka ở phía bắc của làng Vuhchiz, các đơn vị Nga cũng đã bao vây cắt đứt đường rút của khoảng 2 đại đội thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine. Và trong ngày hôm qua, lực lượng Nga thông báo cũng đã tấn công kho dầu và kho chứa thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk bằng UAV. Ngược lại, Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào sân bay của Nga trên bán đảo Crimea và dường như đã gây ra những vụ cháy lớn. Theo The Kiev Independent, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26 tháng 7 xác nhận đã tấn công sân bay quân sự Saki của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm sau khi truyền thông đưa tin về các vụ nổ trong khu vực. Quân đội Ukraine cho biết hậu quả của vụ tấn công đang được làm rõ. Một số kênh Telegram đưa tin, sau khi người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo tại sân bay quân sự Saki ở thị trấn Novofedorivka, phía Tây Crimea. Vụ cháy được cho là do một cuộc tấn công vào kho đạn dược tại sân bay. Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga sử dụng sân bay Saki để kiểm soát không phận, đặc biệt là trên Biển Đen, và để tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố sân bay được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không hiện đại của Nga, nhưng một lần nữa chúng không bảo vệ được một cơ sở quân sự quan trọng. Người dân tại nhiều vùng trên bán đảo Crimea đã báo cáo nhiều vụ nổ vào đầu ngày và cho hay đã nhìn thấy UAV tại khu vực xảy ra vụ nổ. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại thành phố Sevastopol báo cáo có UAV của Ukraine trên không, cũng như mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo trong khu vực. Vài tháng gần đây, Ukraine tuyên bố đã tấn công nhiều hệ thống phòng không của Nga tại Crimea như các tổ hợp S-300 và S-400. Hôm 23 tháng 7, Ukraine thông báo đã gây thiệt hại nặng cho một chiếc phà dùng để vận chuyển toa tàu từ Krasnodar sang Crimea. Hải quân Ukraine cho rằng vụ tấn công đã buộc Nga rút toàn bộ tàu chiến khỏi biển Azov. Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc gây thiệt hại 27 tàu chiến Nga tại Biển Đen và gần Crimea từ đầu chiến sự. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine cũng đã cho biết nhắm vào Crimea bằng 4 cuộc tấn công sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp, làm bị thương 2 quân nhân Nga. Thông tin này được kênh Astra Telegram trích dẫn. Đây là một dự án do các nhà báo độc lập của Nga điều hành, trích dẫn các nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp địa phương. Một kho đạn dược đã bị tấn công tại căn cứ không quân ở thị trấn phía tây của Novofedorivka, trong khi một trạm radar đã bị tấn công tại một địa điểm triển khai phòng không của Nga nằm cách với làng Selkovichnoye ở quận Saki khoảng 5 km. Và thưa quý vị, liên quan đến thông tin các mảnh vỡ máy bay không người lái Nga được phát hiện trên lãnh thổ của Romania mà bản tin truyền hình Thanh Niên hôm qua cũng đã có nhắc đến, Thủ tướng Romania khẳng định nước này không bắn hạ các UAV. Và Thủ tướng Marcel Ciolacu giải thích rằng để bắn hạ UAV, Romania sẽ phải nổ súng khi UAV còn trên lãnh thổ Ukraine. Và ông cho biết rằng Romania không được phép làm như vậy. Ông cho biết dữ liệu trinh sát trên không cho thấy UAV của Nga bay gần biên giới với Romania tại khu vực sông Danube thường bị phía Ukraine bắn hạ. Và qua các bản tin gần đây của truyền hình Báo Thanh Niên thì quý vị cũng đã nắm được thông tin giới lãnh đạo Ukraine gần đây đột nhiên đề cập nhiều hơn đến khả năng đàm phán hòa bình. Chẳng hạn như là Ngoại trưởng Dmytro Kuleba trong chuyến công du đến Bắc Kinh thậm chí đã khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow. Và trước những diễn biến như vậy, Điện Kremlin đã có bình luận như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi video sau đây. Điện Kremlin mới đây cho biết những bình luận gần đây của Kiev về khả năng đàm phán hòa bình có thể nói là phù hợp với lập trường của Nga, mặc dù cần thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, Ukraine nói vẫn nghi ngờ về hành động thiện chí của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa có chuyến công du Trung Quốc và cách chấm dứt xung đột là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24 tháng 7 rằng
Ông Kuleba tái khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng tham gia cùng phía Nga trong quá trình đàm phán ở một giai đoạn nhất định, khi Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại không có sự sẵn sàng nào như vậy ở phía Nga. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố của ông Kuleba phù hợp với lập trường của chúng tôi. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng vẫn còn những chi tiết mà phía Nga chưa biết và do đó cần chờ một số giải thích rõ ràng về vấn đề này. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng phải xem xét thực trạng mới, tức đề cập 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã đơn phương sáp nhập vào năm 2022. Kiev đã bác bỏ yêu cầu này. Đổi lại, Điện Kremlin đã bác bỏ điều kiện then chốt của Ukraine trong công thức hòa bình về việc rút toàn bộ lực lượng Nga. Chuyến đi của ông Kuleba tới Bắc Kinh là chuyến công du Trung Quốc của ông kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trước đó đã gặp nhau vào tháng 2 tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức. Trung Quốc tự xác định là bên trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và khẳng định không gửi vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào của cuộc xung đột, nhưng đồng thời cũng tăng cường quan hệ kinh tế với Moscow, giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận của phương Tây. Kiev đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để giúp chấm dứt xung đột, nhưng những nỗ lực này phần lớn không thành công. Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 tại Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng phá hoại các nỗ lực của hội nghị, khiến Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích. Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình của riêng mình để thay thế, trong đó sẽ có một hội nghị được cả Kiev và Moscow công nhận. Đại sứ Ukraine tại Singapore Katerina Zelenko vào tháng 6 cho biết Kiev sẽ cân nhắc tham dự nếu các cuộc đàm phán dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Trang tin Guion cũng đã dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Ukraine vào hạ tuần tháng 8 tới và đó sẽ là chuyến đi đến Ukraine đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng nổ. Đầu năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ và mời ông đến thăm Ukraine. Thủ tướng Modi cũng đã nói chuyện cùng với ông Zelensky vào tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về tình hình Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ lưu ý đến đối thoại và ngoại giao. Hồi đầu tháng 7, ông Modi cũng đã đến thăm Nga. Trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine và nói rằng không thể tìm thấy giải pháp trên chiến trường. Tổng thống Zelensky chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là một đòn giáng tàn khốc vào nỗ lực hòa bình. Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối về những phát biểu của Tổng thống Ukraine. Nga mới đây cũng đã đón nhận một thông tin bất lợi. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, Liên minh châu Âu EU vào ngày 26 tháng 7 thông báo đã chuyển 1,5 tỷ euro cho Ukraine, số tiền đầu tiên được trích ra từ lợi nhuận phát sinh từ tài sản của Nga bị đóng băng. EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, và khoảng 90% số tiền đó đang bị tổ chức ký quỹ quốc tế Euroclear, trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã cho biết khoản tiền 1,5 tỷ euro sẽ được đóng góp để tái thiết và phòng thủ Ukraine. Khoảng 90% số tiền sẽ được chuyển đến một quỹ trung tâm để chi trả tiền mua vũ khí cho Ukraine. 10% còn lại sẽ được chuyển đến cơ chế hỗ trợ nhu cầu tái thiết của Ukraine. Và Thủ tướng Ukraine là Denis Mihal cảm ơn EU vì sự hỗ trợ này, trong khi Nga lên án đó là một hành động trái phép và tuyên bố sẽ đáp trả. Trong khi phía Nga cho biết sẽ cân nhắc cẩn thận cách ứng phó với việc này. Và thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng chuyển sang thông tin tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông. Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin thì Israel đang tìm cách thay đổi kế hoạch ngừng bắn ở Gaza và giải phóng con tin từ Hamas, một động thái làm phức tạp tiến trình đàm phán kết thúc cuộc xung đột Hamas-Israel kéo dài 9 tháng. Thông tin về các bất đồng mới trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel thu hẹp khác biệt để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza càng sớm càng tốt và loại bỏ những trở ngại đối với dòng viện trợ nhân đạo trong cuộc đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington vào ngày 25 tháng 7 theo giờ địa phương. Ngoài ra, thì ông Netanyahu cũng đã có buổi gặp mặt cựu Tổng thống Donald Trump tại Florida. Trong dịp này, ông Trump cũng đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông dành cho Israel, đồng thời đưa ra một số dự báo liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới. Tờ The Hill ngày 27 tháng 7 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt các đối thủ chính trị thuộc Đảng Dân Chủ, đồng thời cảnh báo về hậu quả thảm khốc cho Trung Đông nếu ông không được tái đắc cử. Những phát biểu mới nhất được đưa ra khi ông tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida hôm 26 tháng 7 theo giờ địa phương. Trước khi bắt đầu cuộc gặp, ông Trump nói với các phóng viên rằng
Nếu chúng tôi thắng, mọi chuyện sẽ rất đơn giản, mọi chuyện sẽ ổn thỏa và rất nhanh chóng. Nếu không, các bạn sẽ gặp những cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông và có thể là Thế chiến thứ ba. Các bạn đã ở gần một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba ngay bây giờ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời chỉ trích chính phủ đương nhiệm tại Mỹ. Ngoài ra, ông Trump còn đưa ra những dự đoán đáng sợ về những gì có thể xảy ra nếu ông không trở lại Nhà Trắng, trong đó có cảnh báo thị trường chứng khoán sụp đổ. Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Israel đã gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, bà Harris nói với các phóng viên rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng bà quan ngại nghiêm trọng về tình cảnh thống khổ của người Palestine ở dải Gaza. Tại Florida, ông Trump tìm cách nhấn mạnh sự ủng hộ của ông dành cho Israel khi nhắc lại việc ông cho dời Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran để cấm vận nước này. Ông Trump nói, chúng ta đã có một mối quan hệ tốt, tôi đã rất tốt với Israel, tốt hơn bất kỳ tổng thống nào từng làm. Chính quyền của Tổng thống Biden đã bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận ngừng bắn và việc thả các con tin đang bị Hamas giam giữ đang trong tầm tay. Trong khi đó, ông Trump cho rằng đây không phải là tình huống có thể chấp nhận được và quan tâm đến tình trạng của những con tin đang bị giam giữ. Họ phải được trao trả ngay lập tức vì không thể nào họ ở trong tình trạng tốt được. Sau cuộc gặp, ông Netanyahu đăng ảnh ông đứng cạnh ông Trump và cầm chiếc mũ có dòng chữ Total Victory, thắng lợi hoàn toàn, điều mà ông cam kết đạt được khi đối phó lực lượng Hamas ở Gaza. Tại Florida, ông Netanyahu cho biết mình hy vọng chuyến công du Mỹ sẽ dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin nhanh hơn tại Gaza. Ông nói với các phóng viên rằng, tôi hy vọng vậy, nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời. Ông cho biết mình đã có động thái trong nỗ lực vì lệnh ngừng bắn nhờ áp lực quân sự của Israel và sẽ cử một nhóm đến đàm phán tại Rome ở Ý. Cuộc giao tranh tại Gaza đã diễn ra hơn 9 tháng, cho thấy rõ khó khăn mà lực lượng phòng vệ Israel IDF gặp phải trong việc tiêu diệt các tay súng Hamas. Và ngày hôm qua, quân đội cho biết đã giao tranh với Hamas ở thành phố Khan Yunis và phá hủy các đường hầm cùng với các cơ sở hạ tầng khác khi họ tìm cách trấn áp các nhóm tay súng vẫn tiếp tục tấn công bằng súng cối. Theo các cơ quan y tế Gaza, hơn 39.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại khu vực này kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel ước tính khoảng 14.000 chiến binh từ các nhóm bao gồm Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Thánh chiến đã bị giết hoặc là bị bắt làm tù binh. Các quan chức Liên Hiệp Quốc và nhân đạo cáo buộc Israel sử dụng vũ khí không cân xứng trong cuộc chiến, nhưng Israel phủ nhận điều này. Quân đội Israel đổ lỗi cho Hamas đã đẩy dân thường vào tình thế nguy hiểm vì nhóm này hoạt động trong các khu dân cư đông đúc, lấy trường học và bệnh viện làm vỏ bọc. Hamas cũng đã bác bỏ cáo buộc này. Và trong khi các phe tham chiến tiếp tục tranh cãi và giao tranh, thì thảm kịch tiếp tục đổ lên đầu dân thường khi họ vẫn phải tiếp tục chịu đựng chết chóc, đói khát, thiếu thốn và mất nhà cửa, liên tục phải chạy loạn. Trong những thảm kịch đó, có một người mẹ mang thai đến tháng thứ 9 nhưng lại không thể may mắn nhìn được khuôn mặt bé bỏng của con vì chị đã qua đời trong một trận không kích của Israel. Dù vậy, thai nhi đã được các y bác sĩ cố gắng cứu sống, trở thành một phép màu giữa cuộc xung đột, thưa quý vị. Mang thai đã đến tháng thứ 9, Ola Ankert nóng lòng được bế con trai của mình. Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó đã không bao giờ đến. Chị đã thiệt mạng ngay trong ngôi nhà của mình vì một cuộc không kích của Israel hôm 19 tháng 7, nhưng con trai của chị vẫn còn sống sót. Thật diệu kỳ là các bác sĩ phẫu thuật đã tìm cách đưa em bé Malek Yassin ra khỏi bụng của người mẹ đã chết. Con gái tôi đã mong mỏi được ôm ấp đứa con của mình. Con gái tôi không bao giờ ngờ mình sẽ chết. Nó muốn ôm con mình và lấp đầy ngôi nhà của chúng tôi bằng sự có mặt của thằng bé. Con gái tôi sẽ nói, mẹ ơi, hy vọng điều này sẽ bù đắp cho sự mất mát của những người anh em đã chết của con và mang lại sự sống cho ngôi nhà của chúng ta. Vụ đổ này giống như nhiều vụ đổ khác đã giết chết một số thành viên trong một gia đình. Israel đã phát động cuộc tấn công vào dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của phiến quân Hamas. Những bé sơ sinh sống sót qua các cuộc oanh tạc thường xuyên của Israel thì vẫn không thể có cuộc sống an toàn nhờ khung cảnh tàn phá ở Gaza. Các bệnh viện trên khắp Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Bác sĩ Andakran cho biết bé Malek Yassin đã được chuyển đến một bệnh viện khác và đặt vào lồng ấp. Đứa trẻ này hiện đang bắt đầu cuộc sống không có mẹ và bị tước đoạt quyền đơn giản nhất là được bú sữa mẹ. Mẹ cậu đã chết, đồng nghĩa với việc cuộc sống của đứa trẻ này bắt đầu không có mẹ và cậu bị tước đoạt tình cảm của mẹ. Đứa trẻ này đã làm gì mà phải chào đời với hoàn cảnh khó khăn và tồi tệ như vậy, bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 27 tháng 7 của Báo Thanh Niên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những thông tin mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi. Còn bây giờ, Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị.